Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero Win Zero Takimi. Rất vui video này được gặp nhau. Những clip thì tạm đang có mặt tại xã Mờ Lai hoặc Tân Thủ huyền thoại của mình. Thì như thường lệ thôi anh em, cứ cách một ngày chúng ta lại quay lại với Tân Thủ. Và series ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ không đi phá bảng nha anh em. Tại vì mình vẫn chưa đủ cấp để đi. Wow, được hai cái huân chương này, ngon nè. Hiện tại còn thiếu, cũng còn khá nhiều để mình đổi lấy cái hộp này. Hiện tại còn 6 cái huân chương nữa mới được. Đấy, thì series hôm nay thì chúng ta sẽ không đi phó bạn tại vì chưa đủ cấp nhanh em. Muốn giờ muốn đi phải được cấp 125 thì mới được, mà giờ mình mới 124 thôi. Nói chung là phải đợi một thời gian nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ, nói chung là mình chuẩn bị cho cái series này thì mình cũng đã chờ đợi khá là lâu rồi. Đó là series xem chiến báo, cũng khá là lâu rồi chúng ta không quay lại với series xem chiến báo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với series xem chiến báo để xem những thanh niên gọi là server cao cao, cấp cao cao để loại là phải đánh nhau nha anh em. Có điều thì trước khi đến với series này thì mình cũng muốn nhắc anh em một điều. Đây là server Tân Thủ, cho nên là nếu mà vào mà anh em thấy những cái con ặc như kiểu không có Raylist 2, không có râu đen các kiểu thì anh em cũng đừng có chê ba nha. Tại vì đây là server Tân Thủ, chứ không phải là những server cũ. Thì nó khả năng có nó sẽ thấp hơn những cái server cũ nha anh em. Anh em thông cảm về vấn đề đó nha. Như thường lệ thì mình gửi lời chúc đến anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho clip mình nha, giúp cho kênh mình nhanh chóng đạt 20.000 subscribe. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu ngay thôi, let's go. Ở đây thì có khá là nhiều chiến báo và như em thấy thì không biết cái này là nó tính luôn cả công hội hay sao mà mình thấy cái blood 9 gì đây nè, có cả blood 9 gì đây. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, tổng cộng là 16 nha anh em. Có 16 cái tổ đội và mỗi tổ đội thì có một cái chiến lực riêng. Ở đây thì mình thấy chiến lực này là 26 triệu luôn. Cho nên mình nghĩ chắc là công hội quá. Nó giống như kiểu công hội hay sao ấy. Đúng không anh em? Chứ 26 triệu thì bên server mình chắc khả năng có 26 triệu hơi khó. Thậm chí bên đây có 59 triệu rồi nè. Cho nên mình nghĩ chắc là công hội. Ok. Rồi, thì nói chung là chắc là công hội cho nên tạm thời cứ bỏ vấn đề ở đây. Bây giờ chúng ta xem chiến báo là chính. Ở đây thì chắc là mình sẽ xem chiến báo đầu tiên nha. Đó là Blood 9 sẽ đối đầu với X02. Blood 9 sẽ đối đầu với X02 nha anh em. Rồi. Ở đây thì có một cái hình kính lúp, bây giờ mình sẽ vào. Đây thì có khá là nhiều chiến báo, chúng ta sẽ cùng xem thử coi những chiến báo này như thế nào nha. Đầu tiên là Blood Trâu. Úi. À, vậy có nghĩa là mình hiểu rồi, có cái là tổ đội 3 người anh em. Cái hoạt động là tổ đội 3 người là nó cộng lực chiến của 3 người lại sao ấy. Mình nghĩ là vậy. Nghĩ là vậy thôi nha anh em chứ không biết thiệt hay không. Ở đây thì như anh em thấy thì cái tổ đội Blood 9 này á thì có ba nhân vật, đó là Blood Trâu, Blood Play và Blood Cá Cảnh. Đấy thì ba người này sẽ cùng nhau giao chiến với ba người khác. Và ngoài ra còn rất là nhiều chiến báo bên dưới nữa nhưng mà mình thấy toàn bộ đều là ba người này đánh. Cho nên mình nghĩ chắc là lực chiến 26 triệu này là của ba người ghép lại. Rồi, ok. Chiến luôn nha. Như vậy là Blood 9, tổ đội Blood 9 sẽ đánh với tổ đội X02 và trận chiến đầu tiên đó chính là Blood Trâu đánh với F Aoki. Đây là một cái như kiểu một cái công hội á, chữ F sau đó là cái ký hiệu của giới tính nam và giới tính nữ. Thì Blood Trâu sẽ đánh với F Aoki nha anh em, Aokiji. Chơi luôn. Đây. Trận chiến đầu tiên thì chúng ta thấy là 5 đánh 3, trận hình bên đây chơi 3 người thôi, chắc là mục đích là để hồi sinh cho Lord Ravager và Doflamingo. Chúng ta cùng xem coi âm mưu của thanh niên có thành công hay không nha anh em. Như vậy là Blood Trâu đang dùng chiến thuật hồi sinh cho nhau, nhưng mà Doflamingo đang quẹt tơ và chết rất nhiều người, chết rất là nhiều người luôn. Và Lord Ravager xuất chiêu. Ui nhưng mà đam không có thì phải, đây là 175 à. Thanh niên Aokiji này có 175 nhưng mà Blood Trâu chỉ mới có 147 thôi anh em. Nhưng mà có điều là Blood Trâu hiện tại là mình thấy cái lượng đam của Blood Trâu lại mạnh hơn mấy kinh đó chứ. Ngon lành canh đào. Ui dùi ui lòi, Blood Trâu đã sử dụng kỹ năng rum của mình và chém rất kinh. Doflamingo đã mất máu và chết. Nhưng mà sau đó thì có máu tiếp theo, có máu thứ hai nha anh em. Thằng bố ghét này đã có nọ rồi, chúng ta cùng xem coi nó đấm như thế nào nha. Liệu được sát thương cực kỳ to hay không. Tại vì mình nghe đồn là bố ghét đam to kinh dị luôn anh em. Ủa như vậy là Blood Trâu mình đánh trước à. Hồi sinh luôn. Vậy là Minh Gâu và Buget được hồi sinh. Được hồi sinh và được đấm nhưng mà không xi nhê cho lắm. Ý có cái hiệu ứng gì là mới nè anh em. Đây là phá giáp, giảm vật phòng của mục tiêu. Hình là một cái khiên nó bị rạn nứt nha anh em. Như vậy là chứng tỏ là giảm vật phòng, giảm phòng ngự. Rồi, bên đây có hiệu ứng gì đây? Thách đấu. Hiệu ứng thách đấu này là của Buget nha anh em. Còn hiệu ứng, một hiệu ứng nữa thì mất tiêu luôn rồi. Chưa kịp xem nữa. Nhưng mà nói chung là Blood Trâu đã chiến thắng. Mặc dù chỉ mới cấp 147 thôi nhưng mà anh đã lật kèo và đã chiến thắng được 175. Mặc dù 175 đứng trước luôn anh em. Kinh.
Rồi, chiến báo tiếp theo thì là của bạn Black Play. Sẽ đánh với Quân Bảo. Quân Bảo nha anh em. Và kết quả là bị thua nè anh em. Chúng ta cùng xem có ai thua nha. Dạ, come on baby. Rồi, nhìn là team có cả ISO và Sabo các kiểu đầy đủ. Mới thấy mới vô thấy Lord Ranger là chích thằng Sabo với lại mình gâu rồi muốn sắp mặt rồi đó anh em. Sau đó thì Sabo chơi thì kêu là rồng lông gà lông dịch gì đó. Và team đã chết hết luôn. Nhưng mà sau đó chúng mình nghĩ chắc là hồi sinh đấy. Ủi, hồi sinh được nhân vật chính thôi. Tiếp theo là Shirazi, con vợ yêu của mình sử dụng tuyệt chiêu khóc nhè để búp cái lượng một cái lượng giáp hấp thụ sát thương khá là kinh. Sau đó là nhân vật chính bên kia đúng không, nhưng mà đã chém mất đồng đội rồi tại vì dính cái hiệu ứng gì đó. Nhân vật chính bên đây thì không có đam cho lắm, mình gâu bên đây thì quá mạnh. Như vậy là kết quả thì mình nhìn vào mình đã biết rồi đó, bạn Quân Bảo này là tới cấp 190 lận, còn mình Black Play với cấp 166 thôi. Có vẻ là đợt này thì không là kèo nổi ra anh em, tại vì Quân Bảo quá mạnh anh em, công nhận là mạnh đó anh em. Mới vô và mình thấy là lo chích cái này, hai thanh niên trên đây là đã muốn chết rồi, kinh thiệt. Rồi, trận thứ ba của chúng ta sẽ là Black cá cảnh TNA sẽ đánh với Dragon giật luôn. Và cái kết ra sao đây? Trận này thì không biết là giành top mấy đây nữa, nhưng mà mình thấy có khá là hấp dẫn, tại vì ba người đánh với ba người để giành đấy, cho nên khá là vi diệu nha anh em. Ở trận này thì Black cá cảnh sẽ đánh trước và cấp 169 sẽ đối đầu với cấp 190. Mà có điều mình thấy tình hình đang khá là tốt đẹp so với cho Black nha anh em. Mình thì mình ủng hộ cơ hội Black của mình. Ui nhưng mà Sabo bên kia có vẻ là hơi mạnh nha anh em. Quẹt một cái thôi đã chết muốn hết rồi. Sau đó thì Loser của mình đã trở lại và hình như là giết được thằng Bingo. Sau đó thì Bingo chắc là sẽ mất một ống máu đầu tiên. Hay quá bộ ơi, hay quá bộ ơi. Đâu, ủa chết luôn rồi kìa. Không kịp hồi ống máu hay sao ta, hay là do đã hồi từ trước rồi. Chắc là đã hồi từ trước rồi quá. Như vậy là mình đã win. Black cá cảnh đã win nha anh em. Ok. Như vậy là 2/3, thắng 2/3, đánh 3 trận thì thắng 2 trận và thua 1 trận. Thành ra là kết quả chung cuộc của hiệp 1 đó là công hội Black, cái tổ đội Black 9 chiến thắng nha anh em. Đó là hiệp 1. Chúng ta đến với hiệp 2. Ở hiệp 2 thì tiếp tục sẽ là 3 trận đánh của ba người này, nhưng mà hình như là có sự đảo ngược nha anh em. Hồi nãy là Black Trâu đánh với Aoki, bây giờ là Black Trâu đánh với Dragon. Ui và cái kết hình như là ủa sao đây? Xem nha anh em. Ở đây thì mình thấy là hình như là bên X2 thắng 2 lần, cho nên là cuối cùng X2 thắng ở hiệp 2 nè anh em. Khá là căng thẳng anh em. Mình thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Cái này thì chắc là đánh không biết là đánh nhiều trận nữa. Nhưng mà mình thấy hiện tại tỷ số trên đây là 3-1. Có nghĩa là X2 thắng 1 và Black thắng 3, cho nên thành ra là Black 9 sẽ thắng. Rồi. Mình thì mình chỉ nghĩ nãy giờ mình thấy bên đây thì có Quân Bảo khá là mạnh, cho nên mình sẽ xem thử coi ở hiệp 2 như thế nào nha. Ở hiệp 2 này thì trận đầu tiên là của Black Trâu đánh với Dragon. Thì Black Trâu có vẻ là mới vô là bị bay sát hết luôn rồi. Sabo của Dragon mạnh quá nha. Mình cũng không hiểu tại sao lại mạnh vậy luôn á. Chỉ nhưng mới vô một bao cũng chết sạch luôn. Wow. Anh em xem lại replay nha. À bên đây chơi 3 người thôi. Và chết hết luôn nhưng mà không được hồi sinh hả? Kỳ vậy. Mình nhớ là cái hiệu ứng hồi sinh mà ta. Nhưng mà chỉ hồi sinh duy nhất một mình nhân vật chính. Thậm chí là Mingo còn chưa kịp hồi ống máu nữa. Hay là do Sabo nó có cái chiêu thức gì đó nó không cho hồi máu luôn ta. Hay là tại vì cái lượt đánh này tính luôn cả lượt trước rồi, có nghĩa là lượt trước đã hồi sinh rồi là lượt hai này sẽ tiếp tục cái lượt một. Ok, cái đó là một điều cũng khá thắc mắc của mình, anh em có thể giải thích giúp mình ở phần comment nha. Trận tiếp theo là Black Play sẽ đánh với Quân Bảo. Trận này thì tiếp tục là bên FO gì đó thắng này, tại vì mình thấy Quân Bảo khá mạnh nha anh em. Đấy, tiếp tục trận này y chang nãy luôn. Mới vô thằng lo chính cái hai mình gầu với Sabo trên đây muốn xỉu luôn, ná thở luôn anh em. Như vậy là không win nổi, mặc dù là có ISO nha anh em. Fujitora như là không thể lật kèo nổi. Ta cùng xem tiếp coi sao, tăng tốc luôn đi. Ok, không có đam nha anh em. Không phải là không có đam mà mình nghĩ chắc là bên kia miệng sát thương hơi nhiều. Ui, hình như là mạnh lực tầm long phải. Chiêu đó là một skill cuối của Hải Hồn ở cái phiên bản đợt trước. Đợt này thì Hải Hồn đã cập nhật thêm rất là nhiều skill rồi. Mạnh lực tầm long bây giờ không còn là skill cuối nữa, mà là một skill chỉ nằm ở khoảng giữa thôi. Trời, nó hút máu nó xoáy kìa. Bầu thì không thấm đó, đồng ý là bầu không thấm, nhưng mà cái xoáy là quá thấm luôn. Và trận cuối cùng là Black cá cảnh sẽ đánh với Aoki. Trận này thì bên Black thắng, tuy nhiên thì do là thua 2 thắng 1 cho nên thành ra là bèo ngoài vẫn bị thua nha anh em. Rồi, bước sang hiệp 3. Bước sang hiệp thứ 3 thì Black 9 đã chiến thắng được 2 game, chỉ thua có Quân Bảo thôi anh em, tại vì Quân Bảo quá mạnh luôn, thiệt luôn ấy. Bây giờ chúng ta xem trận của Quân Bảo nha. Ui, đợt này cho Quân Bảo
đánh ngay cái team ba người này thì cũng hơi đuối. Hơi đuối cho Black rồi. Thì là thua nha anh em, và nhân vật chính đã được hồi sinh tiếp tục như vậy nhưng mà vẫn thua thôi. Tại vì không có chống nổi với quân bão được. Chúng ta cùng xem hai cái pha kia. Đầu tiên là Black Blade sẽ đánh với Dragon và kết quả là Black Blade chiến thắng nha anh em. Đấy, trận này là Sabo với Buget bên kia cũng khá mạnh này. Nhưng mà có vẻ là bên gầu mình xoáy cực kỳ đau đớn cho nên là tại bên kia đã chết rất nhiều. Kinh tế. Đây, Sabo bên đây nè anh em thấy không? Giảm một cái thôi là tem bên mình muốn xỉu luôn. Nhưng mà có vẻ như không sao, vẫn có thể cân tem được. Tất cả là công lao của bên gầu với Sabo trắng. Sabo à, bên gầu ơi, bao đi, bao đi, bao đi. Bao đi. Rồi, giết được bên gầu đúng không? Bên gầu vẫn chưa chết. Mà còn một giọt là sao? Ủa sao lại có chuyện còn một giọt nhỉ? Rồi Sabo đã giết luôn. Và mình gâu hồi ống máu cuối cùng của mình. Đây là một chút máu cuối cùng của mình và lật keo trắng. Hay bò ơi, hay quá. Thì là win nha anh em. Ui, sau đó thì Sabo hồi sinh. Ui, giảm một cái cũng muốn chết người luôn ấy. Nhưng mà không sao, đã lật keo được. Tuyệt vời. Mình nghĩ chắc chắn là mình gâu bây giờ thì ai cũng có lông hồn nha. Nói chung là mấy đại ca mà cấp cao cao rồi thì ở thằng mình gâu thì luôn có một cái trái lông hồn gọi là cái đó là cái trái mặc định, trái cơ bản và trái gọi là sao ta, một cặp hả? một cặp đôi phối hợp ăn ý, như kiểu một cặp đôi cặp bài trùng với nhau, Mingâu và Long Hồn anh em. Thì ở hiệp 3 này là Black chính thắng nha anh em và bước sang hiệp thứ tư là hiệp cuối cùng. Nếu mà hiệp này mà bên ít đua 2 thắng nữa thì là tỷ số sẽ là 2 đều, chúng ta sẽ bước sang hiệp 5. Nhưng mà ở hiệp 4 này thì Black đã giành chiến thắng cho nên là kết thúc luôn. Có vẻ như là cái chiến thuật ở cái hiệp 3 y chang thành công cho nên là tiếp tục áp dụng với hiệp tư này anh em, và cái kết là vẫn chiến thắng. Nói chung là chỉ sợ quân bão thôi và đưa vị trí thay đổi cho nhau, giống như kiểu ở cái hiệp này nè anh em. Hiệp này Black thua là Black trâu đánh với Dragon anh em, là có nghĩa là Black trâu không có thắng được Dragon cho nên là chuyển sang Dragon sẽ đánh với Black Play, Black trâu sẽ chuyển sang đánh với quân bão. Tại vì Black trâu như là thua nè, nhưng mà cuối cùng thì Black Play thắng được Dragon và Black cá cảnh cũng thắng được Aoki cho nên là chiến thắng. Rồi, nói chung là hiệp 4 thì cũng y chang vậy thôi. Chúng ta cùng xem lại pha highlight của Black cá cảnh đánh với Aoki xem sao. Trận này không phải. Trận này thì hơi dễ rồi. Trận kia kìa. Cái trận mà đánh với Buget á. Đúng rồi, để xem coi có cái lịch sử có lặp lại là Mingâu còn một ống máu và cân hết không nha. Ok. Hợp lý quá nha. Chòa. Như vậy là y chang luôn á. Mình thấy là cũng khá là giống y chang đấy anh em. Mình gâu bên đây thì mình nghĩ chắc cũng phải có lông hồn chứ nhờ. Ấy, ui như vậy là không có anh em. Ok, không có lông hồn nha. Đói, nếu không, nếu mà có lông hồn là mình gâu bên đây nó xoáy bá cháy bỏ chét luôn rồi anh em. Cũng may mắn một điều là vậy. May mắn, một phần may mắn là mình gâu bên kia không có lông hồn, cho nên là không có được xoáy. Rồi, bây giờ tới mình gâu mình trổ tài. Bây giờ là hình như là khác một điều là bên đây còn ISO. Bên mình thì ISO còn sống. Mà sao mình thấy ISO yếu yếu thế nào nhỉ? Như kiểu không có giá trị luôn á anh em. Từ lúc ra ISO tới giờ mình thấy giống như kiểu ISO không có giá trị luôn ấy. Ok. Rồi. Đó là cuộc chiến đầu tiên của cái tổ đội Black 9 và XO2. Thì Black 9 tức là những thành viên của công hội Black của mình đã chiến thắng. Yes! Một like và một share dành cho các thành viên của công hội Black của mình. Tuyệt vời. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc tại đây. Thì clip sau mình sẽ tiếp tục với những cái chiến báo của các tổ đội khác. Mong là anh em sẽ ủng hộ cho cái series này của mình. Chúng ta cùng nhau xem những cái chiến báo thật là tuyệt vời và đánh đấm đã mắt đã tay nha anh em. Tại vì những bạn như kiểu mình đây mà không có Sabo, không có ISO, không có Buget các kiểu thì nhìn mấy cái chiến báo này cũng sướng con mắt ra anh em. Thành ra là thôi, tân thủ mà anh em. Có được vậy là phải nói rất ok rồi. Sabo tân thủ mà anh em. Có những cái đồng đội mạnh này đánh là tuyệt vời. Đây, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe để gần ủng hộ cho mình. Và những bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho mình nhé. Một lần nữa thì cảm ơn em rất là nhiều và chúc anh em một ngày vui vẻ. Hẹn gặp anh em vào những clip tương thủ tiếp theo. Những clip sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những chiến báo của các tổ đội khác nha. Ở đây thì có tới 16 tổ đội và mình đã sau 2 tổ đội, tức là còn 14 tổ đội nữa. Ok.